Chào các bạn đã đến với kênh Ý Nông Thôn Vlog. Thì hôm nay mình sẽ làm món chuối ngào đường với mọi người. Mời cả nhà cùng theo dõi video ha. Đây buồng chuối mình mới chặt đây. Chuối này là ở nhà tự trồng nha mọi người. Trái nhỏ thôi nhưng mà rất là ngon. Thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước và cho muối, với lại mình nặn một quả chanh vào ha. Muối chanh là để mình rửa chuối cho nó bớt mủ mọi người. Chuối xanh này thì mình cắt hai đầu và mình bỏ cái vỏ nó ha. Thì sau khi mà mình gọt cái vỏ xanh rồi đó thì mình thả vào cái thau nước muối của mình để cho trái chuối nó bớt ra bớt cái mủ mọi người. Chuối mình nó không có bị đen. Mình cứ tiếp tục gọt đến khi nào hết cái rổ chuối của mình ha. Và mình sẽ chuẩn bị một thau nước và mình vắt vào đây một quả chanh nữa để mình rửa cái chuối mà mình gọt vỏ rồi đó mọi người. Mình rửa rồi mình bỏ trực tiếp vào cái thau nước pha nước chanh ha. Và mình tiến hành mình bào lát luôn. Khi mà chuối mình bào xong rồi mọi người, mình sẽ rửa kỹ lại với nước sạch ha, nhiều lần nha mọi người. Và mình vớt ra mình để vào rổ cho nó ráo nước. Và mình chuẩn bị chiên chuối cho giòn nha mọi người. Khi mà dầu nóng thì mình cho chuối vào. Mình cho từ từ thôi nha mọi người, để cho chuối của mình nó rời ra từng miếng á. Mình bỏ nhiều quá là nó sẽ dính cục cục lại à. Khi mà chuối của mình nó vàng đều và nó giòn thì mình vớt ra. Mình để cho nó ráo dầu nha mọi người. Mình sẽ chiên cho hết cái số chuối này ha. Thì chuối của mình đã chiên xong rồi nè. Rất là giòn nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho đường. Mình cho đường vào chảo ha. Và mình cho nước. Mình sẽ nấu nước đường. Đây là mình cho củ gừng đập dập. Còn bạn nào mà thích ăn gừng thì mình có thể xa giã nát của gừng rồi mình vắt lấy nước á. Còn mình thì chỉ thích cho có cái mùi gừng thôi.
Và khi mà đường của mình nó kẹo kẹo nè, mình sẽ cho cái chuối của mình vào. Mình đảo đều, mình xên giống như xên mứt dừa vậy đó, mọi người. Mình làm món này mình ăn nhâm nhi uống trà cũng rất là ngon luôn mọi người. Đây là món chuối ngào đường của mình đã hoàn tất rồi nè. Chúc mọi người xem video thật vui. Nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.